Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định trong tháng 8 thì hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 8 hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tức là thấp hơn so với trung bình từ 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới trong các năm cùng thời kỳ. Đến tháng 9, tình hình mưa bão ở các tỉnh miền Trung sẽ diễn biến rất phức tạp. Theo dự báo, tháng 9, Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 4 đến 6 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 đến 3 cơn đổ bộ vào đất liền. Các nghiên cứu của Cơ quan Khí tượng Thế giới đều cho rằng năm nay sẽ xuất hiện nhiều bão mạnh từ cấp 11, cấp 12 trở lên, bởi nền nhiệt trên nước biển rất cao khiến bão dễ hình thành, và hình thành trong điều kiện có La Nina nữa thì có thêm hệ thống xoáy.